Người chạy dò Vinh Nguyễn Mang Thích Vĩnh Long xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Nay về lô bò rõ tiền. Nó tầm từ 8 tới 12 triệu nè. Siêu đẹp luôn nha, bò F2. Bò đực nha. Có 4 con cái 7 triệu rưỡi con một cái. Một cái tơ nha, cái nghe. 7 8 bộ nha con. Con thiệt tiếp nha. Đây con cặp đực lỡ hết ý luôn, quay cặp đực lỡ này cho cô chú chị xem nha. Bò này tầm 13 tháng tuổi rồi. Con này 13 14 tháng rồi. Đây con ba bê nha. Chiều cao là 1m24 25 bò. Con ba bê này 1m25 bò. Xương sốc cực kỳ lớn luôn. Bò này mình dỗ tốc tối đa là 4 tháng. 4 tháng 5 tháng là tới thịt nha. Con này là con kem, kem trụi. Kem trụi này xương lớn hết biết. Con kem này là chiều cao 1m2 bò. Ôi giời, cái đầu nó ngủ kìa, hết hồn cái đầu. Con này xương lớn. Cặp này 45 triệu nha. Cặp này 45 triệu, của chú anh chị cần chỗ béo ngắn ngày thì bắt cặp bò này. Bò này nằm 350 thôi rồi. Xương sốc rất là lớn nha. Đôi bò này rất là lực. Anh chị cần bò được dỗ béo thì liên hệ với trại bò Vinh Nguyễn ở Vĩnh Long nha. Rất là lực bò luôn. Đây mấy cặp mẹ con này. Xương lớn. Để quay 5 con kem F2 siêu mẫu. Kem giấy nha, kem F2 siêu mẫu nha cô chú anh chị. Bò pháp kem. Đẹp cực kỳ. 4 con một màu, một giống, một luôn, một cỡ bò luôn, cùng tháng tuổi luôn, cùng chiều cao luôn. Hết đi. Đây. 4 con kem trắng, một con kem vàng, chiều cao là 1m1 bò. Chiều cao là 1m1, 1m12 bò nha. 5 con bò này khỏi chê. Xương nó lớn một cái luôn mà dai đứt như con heo. Hết ý luôn 5 con bò này. 7 tháng tuổi, bò này 7 tháng tuổi. Mặt mỏ rồi đó. Đẹp hết biết đẹp không? Mặt cục mỏ đỏ hết. Quay xe lượt cho con chú nhìn xem mấy 5 con điện cỡ bò mà. Một giống bò luôn, chiều cao 1m1 luôn. Giá là 14 triệu. 14 triệu con. Thật ra lúc trước cỡ này 20 hay mấy triệu không? Pin lực cái nè, cổ nó thẳng gan luôn. Mặt mỏ rồi. Hết ý 5 con này luôn. 14 triệu con nha, cô chú anh chị cần bò được chỗ béo liên hệ với trại bò Vinh Nguyễn ở Mang Thích Vĩnh Long. Chân móng tạt lỗi là đau hết cho cô chú anh chị luôn. Có cái lưng của nó rồi. Bò 7 tháng nha, ăn uống là khỏi lo. 4 con kem trắng, một màu luôn. Một cỡ bò luôn cùng tháng tuổi. Này ta gieo giới tính luôn, đẻ trên lệch có khoảng tầng lễ à. 5 con này nè. Cô chú anh chị cần thì liên hệ với trại bò Vinh Nguyễn Mang Thích Vĩnh Long thì bò được chỗ béo nha. 5 con này đồng giá là 14 triệu một con.